Tao không nghĩ mày không mấy đi làm gì cả. Có gì đâu, thì em muốn là con gái mà. Con gái chứ không biết nghề với mày. Mày chạy xe ôm mà đi bằng váy. Ôi trời ơi. Cái gì chạy xe ôm mà vẫn quấy má. Bà Lưu Hụt xinh nữa má. Nhưng mà xinh không? Đi lên đây đồ đi bà nội à... Cái túi này nó còn chấp nhận được. Mình vẫn có giày tối ban đêm mà chạy. Rồi sao? Đi lên đây đồ. Đi lên lấy đồ đi. Thôi cái quần què. Còn không thì ở nhà. Ủa thiệt cũng hả? Đi ra đầu. Thay cái quần dài vô. Tao tưởng mày đi học không? Đi đi. Tao chờ lẹ. Trời ơi không nghĩ cho nó bận váy mấy má. Bị chửi, bị bỏ đói. Bỏ đói. Ủa? Mày đi làm mày không ăn trước đi, bây giờ đang đi làm mày kêu đi ăn. Mày ngồi đó rồi người ta nói tao không hiếp mày đi nha. Tên em nằm phải không? Thách mày ra đó nằm á. Ngoài đường kìa. Nằm dưới đường kìa. Dơ á nha, sàn dơ đó. Rồi, kéo vậy. Không, tự đi đứng. Mình dấp ngã ở đâu mà đứng vậy ở đó. Cái này chưa dấp ngã, cái này mà ngầu. Mới chửi mày đậu xe giữa đường. Nè mọi người thấy nha. Nó chạy xe giữa đường đây nè. Tao dê xe y chang như vậy. Nó đè vô em một cái. Đó. Hồi nãy nó dừng xe đậu rồi nè. Tôi kêu nó tấp vô lề, nó la tối ôm đâu có ai đâu. Họ có người cả chữ không? Tao kêu tao kêu đẩy vô đây. Nhưng mà đường đâu có ai đâu. Tao đẩy vô đây. Xong cái nó nhảy xuống nó ngồi chèm bẹp đó luôn. Ủa không có ai cũng phải lịch sự chứ. Em biết nhưng mà cái xe này nó nặng lắm, mỗi lần dốc bộ em... Ủa mày biết đề máy mày hụn vô hả? Mày đậu giữa đường đi. Tối rồi mình làm ồn ào cho cô chú ngủ. Không em được. Nói đúng không? Không được rồi. Kéo em vậy. Tự đứng vậy đi. Mình dấp ngã ở đâu? Mình đứng ở đâu? Mày bị đuổi việc. Mày bị đuổi việc, mất hình tượng. Mất hình tượng. Chứ kêu kéo không kéo. Mình dấp ngã ở đâu mình đứng về ở đó. No, nobody, nobody chú. Chị ơi có đồ ăn chưa chị ơi? Bao nhiêu tiền hả chị? 8589 đưa tiền cho chị. 8 gì? 85. Không, tiền bao nhiêu tiền á? Cái này mã số. Không có tiền lẻ. Đưa 100 chỉ đi. Ừ. Đưa tiền lẻ, mày đưa tiền lẻ rồi sao bắt khách thối rồi sao thối tiền khách được? Thì thách bo. Tôi đủ hả? Thì khách đó. Hả? Thì khách đó. Không có đâu. Khách nhiều khách yêu cầu thối đó. Đúng rồi. Chứ không phải là bo đâu. 500 cũng phải thối. Dạ. Cảm ơn. Chị thu bao nhiêu vậy? 63. À, vậy là chị này không có thu 4.000. Thế đây là 60. À, chị này chị tốt nè. 4.000 gì 400. 400 đồng rồi, chị không mua 400 đồng. 60 năm ra chị thu 64.000, người 63.000 à. Anh nhìn trong cái sắp tài của anh có cái đồng ngọc 200 không? Đây là chị không thu lên. Đi. Ê chị chưa đóng cửa kìa. Vô mày đóng mở bản đồ kìa. Mày vô mày đóng xong mày vô mà ở với bà ơi. Đâu, 27. Cái này nè, cái này nè. Biết rồi Cắt vô. Đó, mỗi lần mà quay cái xe nó rất nặng. Ủa nó dẫn ve được mà. Nhưng mà nó nặng lắm. Anh nặng như một con heo vậy đó. Anh nặng lắm luôn. Con trai làm sao ví dụ con heo, con trai giống như là ví dụ con bò. Con gái mới là con heo. Ủa vậy đầu trâu mặt ngựa là ví làm sao? Ủa vậy đầu trâu mặt ngựa là ví làm sao? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi mấy thằng thập cẩm. Đi về ngủ liền. Về ngủ liền. Hey, what happened? Đó là chạy nhông nhông. Alo, em tới số 50/8 rồi chị. Dạ, em tìm kiếm vô cái hẻm luôn có chị. À, hẻm kế bên đó hả? À, chị đang ở trong hẻm hay sao chị? Chị đang ở đúng số 50/8 rồi nè. À, cái nhà cổng màu trắng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời rồi, rồi em xíu nha, cái đơn em chị 45.000 đúng không chị? 47. 47 là rồi, rồi đây. Chị Thư đúng không ạ? Dạ rồi em cảm ơn. Em gửi. Dạ đánh không sao nha. Đánh không sao nha. Chỉnh tiếng. Chứ phụ. Gì nữa? Có phải mọi lỗi lầm đều được tha thứ bởi sự xinh đẹp không? Xin cha mày. Gì gì? Đẹp lắm. Gì gì? Đẹp lắm. Đẹp tờ gì? Chị đó đẹp. Vậy thôi à? Ý mà dù đẹp mà gì tha thứ? Vậy chỉ sai thôi. Chị sai gì vậy? Xong rồi. Ý là vụ gì? Chị bao cho 3.000 nữa rồi xong rồi. Vậy thôi hả? Ừ. Em kêu chị đánh 5 sao nữa. Bị gảnh. Cái chị bị gảnh quá. Chơi chơi đi xin. Mình phải làm bằng hợp lực. Em đâu có xin. Em kêu là xin. Không phải, em nói là em nói là chị 3.000, chị nói hơi khỏi. Cái em kia chị đánh làm sao cho em. Ủa vậy là xin rồi. Alo, anh Danh ơi, em đứng trước số 108 Tân Quý rồi. Không nghe máy hả? Nghe máy hả? Tao núp đây. Mày chắc có đập hiểu quá. Núp đây nè. Không. Có dư được mấy ngàn đó gì bao nhiêu em gửi chị nha. Dạ rồi em cảm ơn anh. Của mình 95.000 ạ. Mình gửi. Em nhận 105 em hóa là anh 10.000 nha. Đau bụng quá. Hồi nãy anh bảo vệ nó vui lắm. Đơn 95.000. Đơn 95.000. Anh đưa em 105. Là trong đó có 2 tờ 50 với là 5.000. Xong em phải đưa lại tờ 5.000. 5.000 đâu. Ông cũng ừ. Cái gì kỳ. Ý là anh đúng rồi. Ý là anh muốn thó lại tờ 10.000. Nhưng mà em không có tờ 10.000. Em đưa lại tờ 5.000. Nó mó tay luôn. Thành dân hàng đi. Nặng quá, ông nội này cũng nặng. Cái gì vậy? Đau. Đau. Đau đớn. Mày dướng từ từ thôi, dướng lại vô. Đau đớn. Mày dướng từ từ thôi, mày dướng gì dữ vậy? Rồi xong. Bên đây nữa nè, bên đây chóc da nữa nè. 2 mét rồi đó. Yên tâm đi, nghề nghiệp. Hai đứa nè, 1 dấu 2 dấu nè. Thôi đi vô mua cà phê uống. Đau. Chu. Đi vô mua cà phê uống. Hey, what happened? Nó sẽ buồn nhớ. Cô chú ơi. Chị ơi, có nhân viên ở quầy không? Uống, mua cà phê uống, mua nước uống. Dạ. 10 giờ tối thì bọn em bán quầy trong quầy đó nè. Là không bán trong quầy nữa đúng không chị? Đóng quầy, đóng quầy. Chứ chứ. I love you. Đang hết của ông nội mày gì vậy? Nội nó không không? Bị bán rồi. Chứ ủa? Tao nghe rõ không ta? Tao đang hát mắt. Thiệt. Nó tới ngày. Thầy luôn á. Nghĩ không bán. Ăn là nó lịch sự. Có bán không? Rồi có bán hồi về không? Bị bán. Mà anh nghe không có rõ. Anh tưởng nó là chờ cái gì đó. Rồi. Về đâu? Chỗ này có chỗ ngồi nè. Nhưng mà mua cà phê uống. Thì trong cái lái này nè, trong đây vẫn còn mà. Chỉ là cà phê lon thôi. Thôi tao mập mặt tao quê quá. Thôi lên đi. Hả? Đi. Anh không biết gì luôn á. Nó có chịu không chứ. Tôi bận đồ công nghệ làm gì câm gì bồ. Em ông nội bận đồ ngủ nữa. Đang ngồi nó xéo. Để tay lên bàn nó xéo. Cái gì vậy trời. Bị đuổi, đang ngủ. Bị đuổi ra khỏi nhà. Anh để nhà em giống chân. Anh vuốt. Rồi đi tiếp. Một thằng thì mặc ngu, một thằng thì mặc ngu với chị Diêm, một thằng thì lừa lừa. Rồi đi cái chỗ khác ngu quá. Đi. Lên rồi. Đừng ghé đi nữa. Quê quá. Để em Bây giờ mang. Rồi bây giờ mang mà chứ bóng mà để đầu đinh này. Đau đầu. Bây giờ tao nhịn không được cười với ông nội nữa rồi. Con gặp ông cụ. Nói cái gì mà tao đơ đơ tao. 12 giờ quầy em nghỉ rồi. Thì nó chửi đi. Anh ơi giờ này đóng có bác. Vậy đi. Mà gì nghỉ 12 giờ quay. Mà nghe không có gõ. Ừ, em lúc đầu em cũng nghe không gõ luôn. Tới trường, tới Dương. Có đơn tin vụ á. Ủa 207. Tao đến nhà hàng đi để cho bên kia nhận thấy trước. 90.000. Của mình 72.000. Đợi em xíu. Sư phụ vậy về đâu quỷ cắt nó kêu phải làm nói chuyện. Yeah. Nói con cha mày nói dữ vậy. Nằm đi ngủ ngon đi chứ. Đó. Yeah. Ê về kiếm tiền á. Đi kiếm tiền, kiếm tiền gì mà lâu với gì trời. Tao đợi mày mà tao ngủ luôn á, nó mát. Lâu xíu căng. Đường dây nha ra bao câu cà. Ừ. Nay chạy xa bồ mệt quá. Hôm bữa là 2 tiếng, 3 tiếng đúng không? Bữa nào rất chân trống kìa. Ê, có khi nào chân trống của mình đâu. Gớt cái chân trống. Chân trống của thời em á. Dấu tích còn nguyên mà. Chắc bị không, cái này lâu rồi. Ủa xe nó xẹp luôn rồi, xe này đậu lâu rồi, xe xẹp luôn kìa. Vậy là dấu tích đó đó. Ừ. Một vụ án mạng đã xảy ra. Một xác nam và một xác nữ trong một căn phòng. Ừ. Xác nữ bị mất trái tim vì tôi đã ăn nó hôm qua. Đây cho Cẩm nghĩ mấy cái đơn hàng mà bạn chờ lâu. À, tài xế mà họ chạy đua điểm á là cái thời gian họ quan trọng lắm, họ hay bị quạo lắm. Đặc biệt là ở khung giờ mà từ 10 giờ cho đến 12 giờ ngày hôm sau á, là 10 giờ đêm á, từ 10 giờ đêm là tài xế là bắt đầu căng thẳng về mấy cái đơn điểm đó, cái đơn đó. Tại vì họ không đủ điểm thì họ sẽ không có được cái mốc điểm, cái mốc đạt số tiền á. Thì thành ra cái khung giờ mà 10 giờ là khung giờ mà tài xế đua điểm với là tài xế bị quạo lắm á. Tại vì họ phải chờ á, nếu mà họ không đạt được mức điểm đó là họ không đủ số tiền. Bình thường không? Bình thường. Hết hồn. Không có đơn nữa hả? Hết hồn má ơi. Tiếp bạn ơi. Giờ này có đơn nữa mấy cha. Người ta gọi trả lời khách tới chạy rồi chạy. Ôi lộn, trả lời tới chạy không kịp. Rút xong. Đau. Đau đau. Nó không có ngó cái camera nữa. Chị ngu. Chị ngu, người ta vuốt nhẹ nhẹ đi. Không, con này nó hổ báo à. Yeah. Kìa biến hình, đứng im. Diễm Nguyệt à, đau quá. Đôi, đừng gọi. Trời ơi. Thế ngay ngược vậy chứ. Mèo này nó quậy thầy luôn á. Ngay ngược. Thôi không giỡn với mày nữa. Đau. Tiền thuốc khoan là 19. Có bill rồi. Dạ. Dân tưởng trai. Dạ dạ đúng rồi. Trời ơi, cái giọng như vậy mà kêu con trai. Nít trai. Sáng sớm đi tập thể dục mà. Thể dục. Nổ đơn nữa mới sợ á. Giờ nổ đơn nữa tính gì? 50 không? Bạn nó nói vui lắm anh. Nãy giờ em tưởng con trai. Phải con trai mà. Ủa nhưng mà cái giọng gọi là con gái mà. Hả? Cái giọng của em là con gái mà. Thì nó có áp là con trai. Chứ nãy giờ nhắn tin đó. Nay kiếm được nhiêu? 20. Hôm nay kìa. Hôm nay họ ai mà biết. Hôm nay thu nhập ổn không? Ai nay đơn điệu, nay cuối tuần đơn điều. Đơn điều. Thôi về mọi người ơi. Bye bye mọi người. Giờ này trời đã sáng. Sáng sớm lên rồi. Về bye lên đường cái kia rồi ai ơi. Hẹn mọi người ở những video khác. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Mọi người thấy hay mọi người nhớ đăng ký kênh. Mọi người nhớ đăng ký kênh, không đăng ký không có trách mẹ. Không đăng ký không có trách mẹ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không đăng ký kênh tôi không có động lực dẫn con mẹ này theo làm. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bây giờ đưa con má này về, đi về ngủ, buồn ngủ quá rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hết hồn mẹ mày. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Dừng lại nơi em đang chào khách. Bye bye mọi người. Mọi người cái đăng ký kênh nha. Về nha cô. Về luôn chú ơi. Anh chơi có ai không? Không có ai. Bye bye mọi người. Tin được không? Ổng đi tới đâu á, ổng chào người ta tới đó à. Ổng ai không biết cũng chào nữa. Bye bye mọi người. Bye cô ơi. Về nha cô.